vĩ thú được xem như là những sinh vật mạnh nhất trong truyện. Và nếu nhìn dưới góc độ một doanh nhân thì bạn sẽ thấy nó còn rất giá trị nữa. Có được một vĩ thú trong tay là một điều không dễ, vì bọn này được con người gọi là quái vật vì nhờ vào sức mạnh khủng khiếp mà chúng có thể gieo rắc nỗi sợ hãi cho con người ở khắp nơi. Và thậm chí, sự tàn phá của chúng sẽ được coi là thiên tai, chứ không chỉ đơn giản là một con thú hoang lên cơn và nổi loạn nữa. Tưởng chừng như không ai có thể một mình ngăn cản sự tàn phá của những vĩ thú. Thế cơ mà có không ít người trong Naruto vẫn xem việc solo với vĩ thú chỉ là bình thường và dễ như trở bàn tay đấy nhé. Và mình là Ben, hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những người có thể đấu tay đôi với vĩ thú trong Naruto nhé. Hagoromo. Đầu tiên phải nói đến đó chính là người đã tạo ra bọn này, hay nói cách khác là cha của chúng. Nhưng nếu bạn là một vĩ thú thì bạn sẽ gọi ổng là bố già, lục đạo hiền nhân Hagoromo, một người tài đức vẹn toàn, là người đã khai sinh ra nhẫn tông và tạo ra chính quái thú Chakra để cai quản các vùng khác nhau, giúp ích cho con người. Nhưng bị cái là con người không thích thế, mà chỉ muốn bắt bọn này về để bành trướng sức mạnh mà thôi. Lý do mà mình mang Hagoromo vào đây thì chắc ai cũng rõ. Thứ nhất thì đối với ổng, vĩ thú đúng nghĩa là bét cưng. Một phần là vì ổng tạo ra tụi nó, nên dù có thù loài người tới mấy thì vĩ thú vẫn rất tôn trọng bố già của chúng. Còn phần còn lại thì Hagoromo đã từng cùng với em trai đánh với một con đáng sợ hơn mấy con này gấp mấy lần rồi, nên cứ đứa nào trở thành nghịch tử thì chắc lão phu chỉ cần búng một tay là bay hơi ngay thôi. Tuy nhiên, đây cũng chính là Otsutsuki duy nhất có mặt trong danh sách này, vì chúng ta đều biết rõ, đối với Otsutsuki thì vĩ thú cũng chính là phiên bản lai của thần thụ mà thôi. Những người này không những không sợ, mà họ còn muốn đi săn ngược lại vĩ thú để hấp thụ chakra của chúng nữa. Thế nên nếu lấp đầy danh sách này bằng Otsutsuki thì nó sẽ nhàm chán mất, để một người đại diện cho cả đoàn là được rồi. Madara. Không biết trong quá khứ, Madara có bao giờ chơi một trận ra trò với cụ vĩ hay chưa? Thế nhưng, nhìn cách cụ triệu hồi cụ vĩ như thể nó là bét trong đại chiến lần thứ tư là đủ hiểu trong ánh nhìn của Madara, cụ vĩ không là cái gì đối với ông rồi. Trong phim, chúng ta đều biết, quái thú nhiều đuôi nhất, được con người cho là con mạnh nhất, cũng chỉ là món đồ chơi so với Sharingan của gia tộc chơi lửa mạnh nhất làng lá mà thôi. Với Madara, chỉ cần một ánh nhìn, nơi hai mắt chạm nhau là con cáo này là của bố mày, một là nghe lời, còn hai là bị điều khiển. Nhưng tất nhiên là phải toàn dùng đến phương án thứ hai, chứ cụ vĩ làm gì chịu nghe lời ai. Và nhờ có siêu ảo thuật từ con mắt mà Madara đã mở được cánh cửa tâm hồn của cụ vĩ rồi đem nó đi gầy quờ với homie của mình. Bên cạnh đó thì trong truyện, ngoài cụ vĩ thì Madara còn có một mối làm ăn khác với tam vĩ khi cụ đã thao túng được Chinchuriki của nó là Yagura, rồi sau đó chuyển tam vĩ vào người Rin để hòng phá làng từ bên trong. Mặc dù chưa được thấy cụ Mask solo với cụ vĩ trong phim bao giờ, nhưng với một kẻ có thể thao túng được vĩ thú dễ như trở bàn tay thì chắc là thao túng một con đi bèm với con khác thì nó cũng sẽ dễ thôi đúng không? Kisame. Dù không thực sự là một vĩ thú, nhưng đánh nhau với một Chinchuriki có tuổi đời hơn 40 năm thì chắc cũng phần nào tính là một vĩ thú rồi còn gì. Trong Roshi thành thục năng lực của tứ vĩ quá rồi còn gì, thế nên đi thẳng vào vấn đề chính khi nói rằng Kisame hoàn toàn có thể tự tin solo với một vĩ thú mà lại là một Chinchuriki, hoàn toàn có sức mạnh vượt trội hơn vĩ thú khi chỉ có một mình. Và đằng này lại là Roshi, một shinobi cực kỳ lão luyện đến từ làng đá nữa. Thế cơ mà khi trận chiến đã kết thúc thì chẳng thấy Kisame mệt mỏi hay thở hổn hển một chút nào cả. Trái lại, trông hắn giống như lâu lắm rồi mới được làm một trận ra trò vậy, khá là thoải mái. Có thể nói rằng, nhẫn thuật của Kisame có thể phần nào khắc chế được nham độn của tứ vĩ và bắt được thành công Chinchuriki của nó. Cũng có thể nói rằng, Kisame gặp may chỉ vì và Son Goku không được hòa thuận và đồng nhất như cặp Kurama hay lão bác mà thôi. Tuy nhiên, làm Chinchuriki đã hơn 40 năm rồi thì chắc phải phần nào đó kiểm soát được chakra của tứ vĩ, nên mình nghĩ chắc là năng lực của Roshi cũng thuộc cỡ tứ vĩ hoặc hơn một tí thôi. Vậy nên việc Kisame đấu với Roshi chắc cũng có thể được tính là đấu với tứ vĩ rồi nhỉ? Các bạn có nghĩ giống mình không? Hãy comment phía dưới cho mình biết với nhé! Raikage Đệ Tam, được gọi là người duy nhất có thể solo một bột với vĩ thú mà cụ thể là bác vĩ. Trong quá khứ, ông ba làng mây đã có một trận solo với bác vĩ để mở đường cho những shinobi khác có thời gian chạy trốn. Và theo như lời bác vĩ đã tường thuật lại trận chiến đó một cách nhanh gọn cho Naruto, thì Raikage Đệ Tam quả đúng là danh bất hư truyền, một huyền thoại và là vị Raikage mạnh nhất của làng mây.
Tuyệt chiêu mạnh nhất của ông, tứ chỉ diêm thủ, đòn lôi độn mạnh nhất mà Raikage sử dụng để làm thịt Bát Vĩ và chiêu đãi làng mây một bữa sushi bạch tuộc ngay bữa hôm đó. Ai cũng biết rằng, chiêu thức mạnh nhất này của Raikage đệ tam sẽ càng trở nên uy lực và đáng sợ hơn tỷ lệ nghịch với số ngón tay còn lại của ông. Càng ít ngón tay thì càng đáng sợ. Và cho đến khi số ngón tay chỉ còn lại một thì đó cũng chính là ngày cuối cùng kẻ địch nhìn thấy nó còn sống. Nhất chỉ của Raikage chắc chắn chính là thứ khiến cho lão bác phải ám ảnh đến giờ. Khi chỉ cần một chiêu nhất chỉ là Raikage đệ tam có thể xin nhẹ 8 cái đùi của lão bác cùng một lúc rồi. Không biết là vì Bát Vĩ quá mạnh hay là do ông đã kiệt sức khi sử dụng chakra quá nhiều mà Raikage đệ tam đã gục ngay sau đó, để rồi có một vết sẹo để đời trên ngực ông như thế. Tuy nhiên, nếu như ông chỉ thuộc dạng bình thường xoan xỉnh thì đã không được Bát Vĩ khen ngợi rồi. Kazekage đệ tứ. Sau cái chết đột ngột của Kazekage đệ tứ, người dân làng cát đã phải đối mặt với không chỉ một mà là hai vấn đề cần được giải quyết, hoặc cũng có thể là nhiều hơn nếu bạn là một quan chức cấp cao trong làng. Tuy nhiên, hai vấn đề chính vẫn là ngôi làng đang bị thiếu đi vị trí quan trọng nhất. Còn vấn đề thứ hai là không ai có thể chế ngự được Gaara mỗi khi cậu lên cơn nữa. Đó là vì Rasa, một shinobi cực kỳ mạnh, ông là người duy nhất trong làng có thể dập tắt sự lên cơn bất chợt của Gaara mỗi khi đêm về. Và tất nhiên là nếu như Sukaku được phóng thích hoàn toàn thì đó vẫn không phải là vấn đề với Rasa. Với khả năng thao túng được bụi vàng có 102 của mình, Rasa có thể dễ dàng khuất phục được Sukaku vì trọng lượng của vàng nặng hơn cát. Và mỗi lần như thế thì ông chỉ cần phủi tay một cái là mọi chuyện dễ dàng thôi. Thế nên, đúng thật là Gaara rất đáng sợ mỗi khi lên cơn, là cậu sẽ hóa chồn rồi vùi lấp tất cả trong cát. Nhưng làng cát vẫn cảm thấy an tâm bởi vì họ có một người đi đầu đủ khả năng để ngăn chặn việc đó và không cho nó xảy ra. Và việc Kazekage đệ tứ bị rắn cắn đúng thật là một tin cực kỳ sốc dành cho tất cả mọi người. Thế nhưng thật may mắn vì họ đã có một thằng tóc vàng lo liệu chuyện hóa chồn của Gaara từ đó trở về sau rồi. Sasuke. Đúng là Sasuke đã có một lần bị chém cho suýt chết khi dám dẫn mặt đến hỏi thăm Bát Vĩ khi mới tậu được con Magekyo Sharingan. Thế cơ mà sau khi gặp được lục đạo tiên nhân và có được cho mình con Rinnegan chính hiệu của lục đạo và có hàng ngon là liền lập tức sức mạnh cũng được ngon hơn nhiều. Như đã thấy, sau khi phong ấn được mẹ thỏ cùng với Naruto, Sasuke đã có một nước đi khiến cho người khác phải đứng hình khi chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể đóng gói hết cả 9 vị thú lại nhờ địa bọc thiên tinh phiên bản hàng hiệu, rồi còn quay sang gạ kèo với Naruto để chấm dứt sự tồn tại của vị thú nữa chứ. Nếu không phải vì Sasuke tự tin với sức mạnh của mình thì anh đã không dám nói ra những điều can đảm như thế trong phim của người khác. Thế này thì đã quá đủ tiêu chuẩn để có thể góp mặt trong danh sách này rồi. Naruto. Là Jinchuriki của con mạnh nhất thì tất nhiên Naruto chắc chắn là có thể một mình cân hết những vị thú còn lại rồi. Nói đâu xa, trong đại chiến lần thứ tư, chỉ cần kích hoạt chế độ chakra Kurama lên thôi là Naruto đã có tự tin để một mình lao ra và quét bay 5 trái bom vị thú cùng một lúc. Tiếp đến là dạng Kurama toàn chân thể, một mình lao ra, quật té hết đám vị thú còn lại chỉ trong một đòn. Đúng là trong trận đó thì Naruto hóa cụ vĩ hình chỉ để rút ngắn anten của các vị thú khác ra chứ không phải solo khô máu với bọn họ. Tuy nhiên, chỉ với pha quét bom lúc đầu thì cũng đủ để thấy anh chàng dư sức chơi lại mấy con vị thú này rồi. Dù gì Kurama cũng là con mạnh nhất trong đám mà, nên mình nghĩ rằng solo với mấy con còn lại là điều vô cùng dễ dàng và nó hoàn toàn có thể xảy ra. Đó là chưa kể trước đây, Naruto từng có một màn solo với Sukaku nhất vĩ trong kỳ thi Chunin của cậu. Tuy là sức chơi không lại, nhưng bằng khẩu độn của mình thì cuối cùng cũng có thể ngăn cản được nhất vĩ và khiến Gaara trở lại thành người. Mang trong thân mình là cửu vĩ Kurama, nên Naruto hoàn toàn có thể solo tay đôi với bất kỳ vĩ thú nào khác. Nhưng chắc là ngoại trừ thập vĩ, vì con đấy khỏe vơ cơ lơ. Nhưng không biết là nếu bật chế độ hiền nhân lục đạo thì Naruto có thể cần được thập vĩ hay không nhỉ? Các bạn nghĩ sao? Hãy để lại comment phía dưới cho mình biết với nhé! Nagato đã được gọi là lục đạo thứ 3 và mang sức mạnh đã tầm gót thì chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa khi Nagato có thể chơi solo với vị thú đâu nhỉ. Mặc dù bị liệt cả hai chân và phải hành động thông qua các bản thể của Pain, nhưng Nagato hoàn toàn có thể làm chủ được mọi cuộc chơi và trở thành người mạnh nhất trong tổ chức của mình. Thậm chí là trước khi gặp Naruto thì Nagato còn nổi tiếng với việc bất bại, chưa thua một trận nào nữa cơ. Trong phim, chúng ta đã được thấy lục vĩ là do chính tay Nagato đưa Pain đi bắt về. Và có thể thấy là chẳng tốn một miếng sức lực nào hết, Nagato chỉ giống như bước đến và đưa lục vĩ về nhà mà thôi. Còn đối với Naruto và cửu vĩ,
Nagato hoàn toàn có thể làm chủ cuộc chơi khi từ đầu tới cuối đã khiến cho người xem thấy được rằng đối với Nagato thì anh Bảy chỉ như một thằng nhóc khi mũi chưa sạch, hoàn toàn không có cửa địch lại thiên đạo của Nagato. Chỉ cho đến khi Hinata lao ra giải cứu và bị xiên cho một nhát thì Naruto mới nổi điên lên, đòi hóa cáo để đáp trả thiên đạo mà thôi. Tuy nhiên đó vẫn chưa là gì để có thể chứng minh được Naruto ăn được Nagato cả. Bằng chứng là trong đại chiến lần thứ tư, khi được Kabuto chuyển sinh về, Nagato hoàn toàn có thể dễ dàng trên cờ cặp Bát Vĩ và Kurama và Chobi cùng với Naruto biết thế nào là mùi hành. Phải chờ cho đến khi Itachi dùng kiếm Tosuka để đâm xuyên qua Nagato thì lúc đó mọi chuyện mới kết thúc. Hashirama, và cuối cùng chính là người đã bày trò bắt hết vĩ thú lại rồi chia cho các làng rồi xem chúng như vũ khí bảo hộ làng đó. Mọi chuyện tưởng chừng như có vẻ tốt đẹp khi đệ nhất có thể dễ dàng bắt hết mọi vĩ thú bằng một độn của mình mà không cần tới sự trợ giúp của bất kỳ ai. Ông còn nghĩ rằng có hàng ngon thì nên chia cho bạn bè để mọi người cùng có lợi và trở thành đồng minh của nhau chứ không thù ghét và chiến tranh như lúc trước nữa. Thế cơ mà Hashirama đã lầm to khi đem vĩ thú phát cho mọi người. Ông hoàn toàn quên rằng người duy nhất có thể dễ dàng chế ngự được vĩ thú trên thế giới chính là ông. Thực ra có cả Madara và chắc là những tộc nhân Uchiha khác. Thế nhưng, nói về việc bắt vĩ thú và biến chúng thành bét cưng thì chỉ có mỗi một mình Hashirama là đủ tiêu chuẩn mà thôi. Còn các làng khác thì không phải ai cũng có người đủ năng lực để áp chế được bọn này, nên từ đó mới có chuyện Jinchuriki bị xa lánh và được xem là quái vật không khác gì vĩ thú mà họ sở hữu. Và đó là những người có thể một mình solo tay đôi với các vĩ thú trong phim. Nhưng mình nghĩ là trong thế giới nhẫn giả thì ngoài những người này chắc chắn vẫn còn rất nhiều người khác cũng có thể làm được điều tương tự. Vậy nên nếu mình thiếu ai thì các bạn cũng đừng ngần ngại mà comment phía dưới cho mình biết với nhé. Còn bây giờ nếu thấy video hay thì hãy để lại cho mình một like, một subscribe cho kênh của mình và đừng quên nhấn nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ các video tiếp theo của mình nhé. Tạm biệt.